Nữ y tá bị một người đàn ông xâm hại, sau khi hồi phục, không những không căm ghét hắn, thậm chí cô còn ăn mặc xinh đẹp đến nhà tù. Không xem đến cuối cùng, bạn sẽ không thể đoán được mục đích cuối cùng của cô ấy là gì và nó khiến người ta sợ hãi như thế nào. Miranda là một y tá ưu tú, không chỉ có kỹ năng chuyên nghiệp mà còn có tấm lòng lương thiện, quan hệ với đồng nghiệp cũng vô cùng hòa thuận. Ước mơ của cô hy vọng chính là có ngày mình sẽ cứu được người bị thương trên bàn phẫu thuật. Bởi vì tính chất của công việc nên cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm của bản thân. Vì thế, cô lựa chọn gặp mặt bạn của một đồng nghiệp, Kevin, và địa điểm hẹn hò của hai người quyết định sẽ là ở nhà của Miranda. Vào ngày gặp mặt, Miranda đang chăm chú trang điểm, nhưng hình như đối phương đến sớm hơn cô dự tính. Miranda cho rằng đây là Kevin mà đồng nghiệp của cô giới thiệu. Nhìn thấy đối phương không phủ nhận, cô liền mời anh bước vào nhà. Cô thay quần áo ở nhà, mặc một chiếc váy dài màu trắng rất thu hút người đàn ông lạ mặt này. Hắn ta buột miệng nói ra, khen cô rất hấp dẫn. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Miranda dần dần nhận ra có gì đó không đúng. Cảm thấy người đàn ông này nói năng tùy tiện, không phải là Kevin. Miranda thử đuổi hắn đi, nhưng người đàn ông đi đến trước cửa lại không rời đi. Ngược lại, nắm chặt lấy tay cầm cửa, khóa trái. Sau đó quay người, nắm chặt tóc của Miranda, tàn bạo đè cô xuống bàn. Miranda cố gắng hết sức phản kháng, nhưng sức lực không thể bằng hắn, bị hắn đè trên bàn xâm hại. Sau khi kết thúc hành vi gây án, tên biến thái lo sợ bỏ trốn khỏi hiện trường. Kevin thật sự đã đến rồi, anh phát hiện cửa không khóa liền đi vào, nhưng vừa bước vào phòng liền phát hiện ra cảnh tượng đáng sợ đến ngẩn người. Miranda tiếp nhận điều trị tại bệnh viện, cô lúc này mặt mũi bầm dập, cũng không còn bề ngoài như trước, nhưng phía cảnh sát vẫn giơ máy chụp bằng chứng, xem cô như một công cụ mà tùy ý chụp. Miranda nằm trên giường bệnh, nghĩ tới chuyện kinh hoàng hôm nay và tên đàn ông xâm hại cô. Ký ức trong đầu cô hiện lên rõ mồn một. Cuối cùng cô nhớ ra rồi. Người đàn ông tên William xâm hại cô đã từng nhiều lần giao đồ ăn cho Miranda. Thông qua manh mối này, cảnh sát rất nhanh đã xác định được nhà hàng mà William làm việc, đồng thời bắt giam tên biến thái đang chuẩn bị bỏ trốn. Hắn bị bắt vào tù, nhưng cuộc sống của Miranda vẫn không có chuyển biến tốt. Sự tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất khiến cô đau buồn không ngừng. Không thể bảo vệ tốt cho con gái, người cha cũng đau lòng không kém. Miranda muốn bán căn nhà cũ, sau đó rời khỏi đây. Nhưng vì ảnh hưởng của chuyện này mà không có ai mua lại căn nhà, dẫn tới cô cũng không đủ tiền để mua nhà mới. Lúc cô hồi phục rồi, quay về bệnh viện làm việc, lại phát hiện ra hai tay của mình run không dừng được. Điều này đối với ước mơ của cô mà nói, chắc chắn đã phá hủy nó. Khi nhân viên tiệm giặt là trả lời Miranda, cô cũng thay đổi tính tình. Sự dịu dàng ngày trước bây giờ biến thành tính nóng nảy, cáu kỉnh, tràn đầy sự công kích. Vào lúc con người ta sa sút nhất, Miranda ý thức được ai gây ra chuyện thì người đó phải tự gánh lấy. Cô gái này ăn mặc xinh đẹp, đi đến nhà tù thăm người đàn ông đã từng xâm hại mình. Nguyên nhân cô làm như vậy bởi vì cô nghĩ rằng người đàn ông đã thực hiện hành vi đồi bại với cô mới có thể cứu lấy bản thân cô ở hiện tại. Sau khi trải qua những đêm mất ngủ, Miranda bắt đầu gửi thư cho William ở trong tù, nói rằng muốn gặp hắn một lần. Trong những bức thư đầu tiên, William đều từ chối yêu cầu của cô bởi điều này thật sự quá khó hiểu. Mặc dù vậy, Miranda của hiện tại có thể đối mặt với vấn đề khiến cô tìm lại được vẻ mặt ngày trước. Bạn đã từ chối, vậy thì tôi sẽ không ngừng viết, viết đến khi bạn đồng ý mới thôi. Căn nhà cũ nhìn nhàm chán, tôi tiến hành sửa chữa, sửa đến khi bản thân hài lòng thì thôi. Sợ hãi chú chó đã từng cắn mình bị thương, vậy tôi sẽ tiếp xúc với nó nhiều hơn đến khi tôi không còn sợ nó nữa. Cứ như vậy, Miranda dường như quay trở về là con người ngày xưa, tự tin, hào phóng, xinh đẹp và dịu dàng. Cho dù mấy bức thư sau vẫn chưa được mở đã bị trả lại, Miranda vẫn gửi không biết chán. Viết một bức rồi lại một bức nữa, đến khi cô nhận được hồi âm. Trên thư viết, cô thắng rồi. William cuối cùng cũng đồng ý rồi. Hai người lần đầu gặp mặt trong tù, William không ngừng xin lỗi vì đã làm tổn thương cô. Nội tâm Miranda cũng được an ủi, cảm động không thôi. Cô bắt đầu tránh né vấn đề, nói chuyện với hắn, không khí dần dần dịu lại. Rời khỏi nhà tù, Miranda tâm trạng rất tốt, lái xe đến nhà cha của mình. Cô bắt đầu cho chú chó ăn. Cô lúc này thoải mái suy nghĩ và dũng cảm đối mặt với tất cả những điều đã từng làm cô sợ hãi. Cô bắt đầu đến gặp William thường xuyên hơn. Từ góc độ của người xem mà nói, quan hệ của Miranda và William hiện tại giống như một đôi vợ chồng lãng mạn. Cô lắng nghe sự đau khổ của William, bản thân chỉ có thể an ủi giống như một người vợ hiền đang đợi người chồng ra tù. Hơn nữa, để làm cho William vui vẻ, Miranda còn gửi một bức thư trái tim và còn bắt đầu ăn mặc ngày càng gợi cảm. William cảm nhận được tình yêu của Miranda dành cho mình. Ở trong tù, hắn càng cố gắng cải tạo. Sự tha thứ của Miranda khiến anh ta cháy lên hy vọng về cuộc sống ngoài kia. Nhưng tội phạm cuối cùng vẫn chỉ là tội phạm. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nhìn thấy bạn tù làm thế với tấm thiệp mà Miranda tặng hắn, hắn lại không chịu được, hung bạo đè bạn tù xuống bàn. Sau đó từ phía sau, chậm rãi liếm gáy bạn tù. Không ngờ rằng William là một người song tính luyến ái. Nhưng hắn không lựa chọn làm việc tiếp theo, bởi hắn cho rằng bên ngoài còn có người tốt hơn đang đợi mình. William cam đoan với Miranda, đợi hắn ra tù, nhất định sẽ bù đắp sai lầm từng gây ra. Nếu như Miranda không muốn gặp hắn, hắn cũng có thể hiểu. Sau khi rời khỏi nhà tù, Miranda nhận được điện thoại từ cha. Thì ra chú chó ở bên cạnh cha nhiều năm qua đã chết rồi. Người cha cũng vì thế mà mất đi một người bạn. Miranda nhìn cha đau buồn như vậy, liền nở nụ cười an ủi, còn giúp người cha mai táng chú chó trong vườn. Miranda hôm nay đi làm, nhận được một bó hoa. Thì ra William đã ra tù. Hắn vội vã muốn gặp Miranda, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt. William nhìn thấy gái xinh trước cửa, không do dự đóng sầm cửa vào, bản thân chui vào chăn tự xử. Dường như hắn bởi vì Miranda mà thật sự muốn làm lại cuộc đời. Hôm nay Miranda ta làm về nhà, William không mời mà tới, quả thực đã dọa cho cô sợ hãi. Hắn nhìn thấy vẻ mặt này của cô, lùi về phía sau mấy bước. Hắn nói mình chỉ muốn tới sửa nhà cho cô. Miranda đồng ý, hắn không nói nữa, lấy dụng cụ và bắt tay vào làm. Nhìn thấy William đã sửa thói xấu, Miranda dần dần mất cảnh giác. Cô gái này mời người đàn ông đã từng xâm hại mình đến nhà để giúp đỡ tu sửa. Ở trong nhà, hai người không chỉ nói cười, còn dựa gần vào nhau để quét sơn chiếc ghế. Miranda không có chút sợ hãi nào với người đã từng xâm hại mình. William nhìn thấy trên trần nhà có một cái lỗ to, liền tới cửa hàng cơ khí gần đó để mua dụng cụ sửa chữa. Thế nhưng khi trả tiền lại thiếu 5 đồng. Trước mặt nhân viên, hắn lục tìm, chỉ thấy William từ trong hộp đựng tiền lẻ của cửa hàng lấy ra 5 đồng đặt trên bàn, sau đó cười xấu xa nhìn nhân viên. Tên biến thái này cuối cùng một chút cũng không thay đổi. Cảnh này vừa hay bị người cha trong quán nhìn thấy. William đặt miếng gỗ trên mặt bàn đã thu hút sự chú ý của người cha. Đây chính là miếng gỗ trên trần nhà của con gái ông mà. Tên xấu xa này tại sao lại có? Người cha nhanh chóng về nhà chất vấn Miranda. Sau khi hỏi xong, ông mới biết, thì ra William đã tới giúp cô sửa chữa nhà. Điều này khiến cha vô cùng tức giận. Nhưng cô lại nói rằng, nếu không như thế này, vậy làm sao để chữa lành vết thương đây? Vào lúc này, người cha đột nhiên cảm thấy cô con gái trước mặt rất xa lạ. Hai cha con cũng vì thế mà không vui và bỏ đi. Cuộc nói chuyện của hai cha con đã bị William trốn trong phòng bên cạnh mà nghe thấy được. Buổi tối hắn gọi điện cho cô, nói rằng mình không nên xuất hiện nữa, xin lỗi vì đã làm tổn thương cô và người nhà. Miranda ngược lại nghe xong khích lệ hắn, khuyên hắn đừng để tâm tới lời cha cô nói. Điều này khiến William như mở cờ trong bụng. Hôm sau, hắn lại đến nhà Miranda giúp đỡ. Trời quá nóng, toàn thân chảy mồ hôi. Miranda chu đáo rót cho hắn một cốc nước. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Tình cảm không rõ đã nảy sinh trong William từ bao giờ. Đột nhiên, hắn thấy trong người không thoải mái. Miranda kêu hắn hãy vào phòng nghỉ ngơi một chút. Đợi đến khi hắn tỉnh dậy, cô mặc trên người chiếc váy trắng hôm xảy ra vụ án, ngồi bên cạnh giường chăm sóc chu đáo cho William. Điều này khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Đến khi hắn muốn ngồi dậy để đến gần Miranda, mới phát hiện ra tay chân của mình đã bị trói chặt trên giường từ bao giờ. Hắn hoảng loạn, hắn hỏi cô chuyện này là sao? Thì ra Miranda đã lập ra kế hoạch trả thù từ rất lâu, vẫn chưa ra tay với William vì muốn đợi thời cơ thích hợp. Cô giả vờ hỏi han ân cần từ trước đến giờ để hắn hoàn toàn tin tưởng cô. Miranda kéo bình chuyển nước đến trước mặt hắn, tiêm một mũi thuốc vào cơ thể. Tác dụng của thuốc khiến William lần nữa rơi vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, chỉ thấy vết máu nơi hạ bộ. Miranda nói với hắn, nếu như theo cách làm của các cảnh sát, cô chỉ là đang tịch thu công cụ gây án mà thôi. Cuối cùng, Miranda đến bên cạnh cha. Cô nói cho ông nghe, từ nay về sau, ác ma cũng không có cách nào làm hại cô được nữa. Sự trừng phạt cuối cùng mà William nhận được là xứng đáng. Thế nhưng, cách làm này rốt cuộc cũng quá mạo hiểm và cho thấy Miranda thật sự có vấn đề về tâm lý. Cô cho rằng những gì làm hại mình đều phải chịu quả báo. Nghĩ lại chú chó của người cha đột nhiên mà chết và tại sao Miranda đột nhiên lại muốn trở thành y tá phẫu thuật. Giống như cô nói, khi cô cầm dao đâm vào hầu của người bệnh nghẹt thở đó, điều cô nhận được là tiếng vỗ tay. Ác quỷ trong con người cô sớm đã tồn tại sẵn rồi. Hơn nữa, nếu chúng ta để ý và nhớ lại, sẽ phát hiện ra con ác quỷ trong Miranda còn xấu xa hơn những gì ta có thể tưởng tượng. Bộ phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!